Và sau đây là phản đối của nhà báo Mai Bá Kiếm đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 17 tháng 2 về chủ trương xây nhà cho người có thu nhập thấp để cứu các đại gia bất động sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đừng mạo danh xây nhà cho người có thu nhập thấp để cứu các đại gia bất động sản. Cứ mỗi lần các đại gia bất động sản đói vốn là có đề xuất các gói tín dụng cho các dự án xây nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Các đại gia bất động sản không còn phát hành trái phiếu 3-0 được nữa. Bộ Xây dựng đề xuất chính phủ bố trí gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng theo phương thức tái cấp vốn cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay. Đối tượng chính của nhà ở xã hội là người có thu nhập thấp, nên ngân hàng các nước trên thế giới cho người có thu nhập thấp vay để mua nhà ở bình thường. Bộ Xây dựng Việt Nam không giống ai, nên đề xuất mẹo cho doanh nghiệp bất động sản trực tiếp vay để xây nhà ở xã hội, thì người có thu nhập thấp đào đâu ra tiền để mua nhà ở xã hội. Ngân hàng thương mại đã ôm hàng trăm ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, nhưng các doanh nghiệp bất động sản đang khất nợ trả vốn lời trái phiếu đáo hạn. Nghĩa là ngân hàng thương mại đang thiếu vốn trầm trọng nên đua nhau tăng lãi suất tiền gửi. Gói tín dụng 110.000 tỷ tái cấp vốn như muối bỏ biển thì liệu ngân hàng thương mại có cho vay đúng mục đích không? Có doanh nghiệp bất động sản nào đủ khỏe để đền bù giải tỏa đất không vướng mắc pháp lý và được phê duyệt dự án xây nhà ở xã hội để tiếp cận gói tín dụng này? Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành Hồ Lê Hoàng Châu cho biết, năm 2022, phân khúc nhà ở cao cấp tại Thành Hồ chiếm 80%, còn lại 20% là nhà ở trung cấp. Tức là các doanh nghiệp trong hiệp hội không hề xây một căn nhà hộ, nhà ở xã hội nào mà bây giờ cào mặt la làng. Các doanh nghiệp hiện nay không có thanh khoản, có doanh nghiệp giảm 50% lương, sa thải 70-80% nhân viên. Đừng cho hàng triệu người có thu nhập thấp đang thuê nhà trọ được ăn bánh vẽ nhà ở xã hội nữa.